Dạ, anh xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bộ sai kỹ trang cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Con Đô Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình bãi kiện có anh 10. Giao lưu hôm nay thì anh cũng có một lô phơi mai tứ quý. Giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ anh 10, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ, em xin chào anh 10 ơi. Chào Phương, mến chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc ha. Hôm nay em có về được 14 phôi tứ quý, mong giao lưu cùng quý bà con gần xa ha. Số điện thoại của em là 033 757 3339, cũng là số Zalo của em. Rồi trước tiên em vô phôi số 1 nha bà con. Dạ. Là phôi mai tứ quý. Phôi lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Phôi lùng lực. Đế khá đều nha bà con. Chung lô này cây to to không à? Đế thì không có trống vách nào cô chú anh chị, cái này nó có củ đế luôn ha. Cây này trực lắc luôn, có cành luôn á cô chú anh chị. Lắc, lắc khéo cây nha. Dạ. Rồi em xin số ra luôn anh ha. Vô. Chiều cao tới dài đế là 47, tới mặt bầu 61. Cây em đo hào hảo vị trí nha. Vị trí này là 56 nha bà con. Dạ. Vị trí này 53. Đường kính bầu 63. Cái ngọn được 24 ha. Cây ngoài lùng lực lắm cô chú anh chị nha. Cây lùng lực. Cây em bán là bao mạnh khỏe nha. Dưới đây đế rất là nhiều nha. To to nè. Dạ, em xin giá luôn á. Rồi phôi tứ quý mã số 1 này em giao lưu quý bà con. Giá 16 triệu, phí ship em bao cho quý bà con mình toàn quốc nha. Dạ. Rồi em đổi luôn anh ha. Rồi. Mã số 2. Rồi tiếp theo là mã số 2. Cây này cũng lực cây lắm nha cô chú anh chị. Sát lớn luôn ha. Cây hoành to quá. Đế nó sổ cả gan em nha. Dạ, cây này đế đám cũng khá là đều quá mấy cô chú anh chị. À, dáng thì nó hơi siêu siêu nha cô chú anh chị ha. Hơi siêu, quý bà con mình trồng sữa lên đi giùm em. Tại dạ. Em làm bầu á. Dạ rồi, em xin thông số luôn à. Thước nó lộn đầu hoài. Chiều cao tới dây đế là 46, tới mặt bầu là 60. Vị trí này là em tính 52 nha bà con. Dạ. Em đo hai vị trí đi. Vị trí đây là 49. Đế sổ được 22. Đường kính bầu 75. Ngọn còn 21 nha. Cây này hoành to sát lớn luôn nha cô chú anh chị. Đế là sổ đều hết trơn nha bà con, vàng cây nha. Dạ rồi, em xin giá luôn rồi. Rồi mã số 2 em giao lưu quý bà con giá là 15 triệu. Quý xíu em cũng bao toàn quốc. Dạ rồi. Dạ cái mã số 3 hả cô chú anh chị? Mã số 3 nha bà con. Cái nồi đế như cái banh gì đó cô chú anh chị ha. Cây bộ đế khá là khéo nha. Dạ. Sổ tuôn 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 không. Trong đây là mấy cậy đế nó xuống nhiều lắm nha, là em không khai thác ra nha. Dạ. Chân đế đó. Rồi em vô thông số luôn. Chiều cao tới dây đế 36, tới mặt bầu này được 68. Hoành vị trí này là 47 nha bà con. 47.
Đế sổ về được 33. Đường kính bầu là 65. Tổng là đế thử cho bà con xem. Ăn 200 nha bà con. Cái ngọn được 18. Cái này mình cắt giật cắt luôn với cô chú anh chị ha. Cái thôi cũng rất là lực luôn á cô chú. Đế đều luôn ạ. Cây mã số 3 nha bà con. Mã số 3 này em vô lưu ý bà con mình giá là 12 triệu nha. Số 4. Cây lùng lực luôn nha bà con. Dạ nhìn rất là dốt cây nha với cô chú anh chị, cốt cành thì khá đều luôn ạ. Cây cành nó cũng khá đều nha. Thân thì nó nở gốc. Cây này em cũng có sự chủ nhà người ta bứng người ta dời vô trong cái học á, rồi giờ đế nó ra tới đó đó. Cây này cũng thừng nha bà con. Thừng bồn. Rồi, em vô thông số luôn. Chiều cao tới dây đế là 59, tới mặt bầu là 75. Vị trí này là 46 nha bà con. Dạ. Cắn nở đâu hết. Đường kính bầu cây này được 58. Thoát thân được 22. Ngọn còn 19. Chung cây này hoành thì nó chạc nở nó cũng khéo cây nha bà con. Em mua cũng hơi giá hơi cứng, mong bà con xem được ủng hộ em nha. Đế thì cũng khá là đều nha cô chú anh chị, cái này đế bà. Mã số 4. Em vô lưu quý bà con giá là 16 triệu. Dạ. Mã số 4. Dạ, mã số 5. Theo là mã số 5. Của một em một cốt dốt cây lắm cô chú anh chị ha. Cây này mình về trồng mình sửa đứng nó giùm em nha. Dạ. Em làm cây nó hơi nghiêng nghiêng á. Cốt cành thì đóng đều nha cô chú chị, một cốt lực không à. Cốt cành đều. Đế cũng khá đế nha cô chú anh chị. Em làm em mới cộng ghế tre em chưa có chắc keo nha. Tí em chắc. Tay cành lực lực không. Giót ngọn nha. Cái mình nó hơi dặn nha cô chú anh chị. Trời em xin số đo luôn anh nha. Đó. Nó đứt thước tùm lum. Rồi tới đây là 77. Tới mặt bầu là 92. Rồi đây nha bà con. 47 của anh. Dạ vị trí này cô chú anh chị nha. Cái này thoát thân được 25. Ngọn 16. Dạ. Đường kính bầu là 65. Cây này có cái đặc điểm này nha bà con. Đây, ở đó chủ nhà làm tét chạy cái miếng da chút xíu vậy nha, nó lành rồi nha. Dạ. Không có gì hết. Em bao là không hư hao gì hết. Đế đắm thì khá cô chú anh chị. Thân nó cũng hơi dặn nhẹ nha. Tay cành nó hơi lực. Dạ. Rồi mã số 5 này em giao lưu quý bà con giá là 15 triệu. Tứ quý 15 triệu mã số 5 nha cô chú anh chị. Quý xím bao toàn quốc nha. À, cây này cũng một cốt luôn cô chú anh chị, phơm tàn thì dư chơi luôn rồi ha. Cây này hoành nó nhỏ nhưng mà được cái bộ đế nó khéo nha bà con. Giá cả hữu nghị chơi ha. Dạ, đế xỏm mà nó gom cứng đế luôn đó cô chú anh chị. Cộng rễ bự bự hơn luôn ha. Chiều cao tới dây đế là 110. Tới mặt bầu 136. Thoát thân được 27. Sổ nôm được 26. Vị trí này là em đo 39 nha. Dạ. Cái này đế sổ đứng nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 50.
cái ngọn nó vót bằng ngón tay em nha bà. Những chi cành này mình là tàn mau chơi lắm nha cô chú chị ha. Rồi mã số 6 này em vô lưu quý bà con, giá là 5.500.000. Dạ. Dạ tới quý mã số 7 nha cô chú chị. Đây là bộ đế khá đều nha, cốt cành cũng khá đều luôn. Dạ cái này đế bài đúng nha cô chú anh chị. Cái ga nó quậm quậm xuống, dày đặc hết á. Dạ. Nở củ đế luôn nha cô chú anh chị ha. Cốt cành này đóng đều, gót cây luôn á cô chú anh chị. Chiều cao tới dây đế là 74, tới mặt bầu là 90. Này em đo tổng nha, tại nó dính liền nhau hết trơn à. Rồi vị trí này 46 nè. Rồi. Em tính thoát thân trên đây nha. 20. Ngọn còn 10. Đường kính bầu 71. Mã số 7. Mã số 7 này em giao lưu quý bà con giá là 11 triệu. Phí xếp bao toàn quốc nha. Dạ. Đế đều tứ diện luôn, không có trống vách nào luôn nha cô chú. Chung đây bốn mấy hoành đế gì là ok. Dạ. Nha nè. Dạ tới bầu rồi nó bấu xuống không luôn nha. Em bao cái cây này gãy cám đặt cái dưới luôn. Dạ mã số 8 cũng hàng một cốt luôn nha cô chú anh chị. Đây lùng lực cốt cành tứ diện nha. Chung mấy hàng này giờ hàng vô lọt hàng hiếm rồi bà con ơi. Dạ, cái này cốt cành cũng khá lực nha cô chú anh chị. Đế cũng lực luôn. À. Ở cái này đế bài luôn nha cô chú nè, cộng rễ ra bự bự không luôn á. Mấy hàng này vô vườn săn giờ giá cũng hiền bà con ơi. Ráng kiếm mua giá cao cao về phục vụ quý bà con ha. Nếu ai thương tình thì ủng hộ giùm em. Chứ giá mềm giá rẻ giờ vô mua không nổi rồi. Nó cạn nó hụt tứ quý hết trơn rồi nha bà con. Giờ em xin số đo luôn anh ha. Chiều cao tới dây đế là 93. Tới mặt bầu 113. Cốt cành số 1 này được 25. Rất to nha. Thoát thân được 24. Hoành em tính 50 nha. Dạ rồi. 50 hoành. Dây đế là 7, ý đường kính 70. Cây này bóp giót luôn nha. 14 à. Cây này là phong tàn là mau chơi lắm nha cô chú anh chị. Tay cành nó cũng khá lực nha. Dạ rồi. Mã số 8 em giao lưu quý bà con giá là 24 triệu, phí xếp. Dạ. Em bao toàn quốc nha. Rồi, cô chú anh chị mình đăng ký coi nào, mình liên hệ với số điện thoại của anh 10 ha cô chú ha. Số điện thoại em là 0337573339, cũng là số Zalo của em ha. Từ đây vì sao là mấy cây đế khủng khủng không nha bà con. Dạ. Mã số theo là mã số 9. Cây này có cái giọng lắc khéo nha bà con. Dạ, cốt cành cũng có nữa nha cô chú anh chị. Cốt cành cũng tứ diện, thằng này lắc. Ủa đế khủng lắm. À, đế 24 giờ luôn cô chú anh chị ha. Như mặt cái bự bự không? Mặt bàn vậy đó cô chú anh chị. Đều hết trơn, không thiếu chỗ nào hết nha. Cái này thì nó không là củ, có củ nở luôn cô chú anh chị ha. Cái này em bứng cái đường kính bầu cũng lớn nữa nha. Dạ. Vô quá và trời bộ đế bự. Cái này trồng sữa đứng lại chút xíu nha. Em lên bằng quay nó hơi nghiêng tí. Rồi em xin thông số luôn anh ha. Chiều cao tới dây đế là 86. Tới mặt bầu là 108.
Thoát Thăng 20. Rồi anh tính vị trí là 49 thôi nha. 49 Hoành. Bầu này lớn cái bầu nha bà con. 88. Dạ. Đường kính bầu 88. Cái ngọn gió còn 10 nha. 10. Cây này có đường thân lắc khéo lắm cô chú anh chị. Lắc. Dạ, nhìn nó gió cây lắm luôn hả? Thấy cái bộ đế quá, thứ bộ đế. Rồi em xin giá nha anh ha. Rồi mã số 9 em giao lưu quý bà con giá là cũng 24 triệu. Phí kiếm bao toàn quốc nha. Dạ. Một cái vàng đế thôi đủ phơi rồi cô chú anh chị nha. Dạ. Mã số mã số 10. 10. Tiếp này em có con cây này lớn nha bà con. Dạ. Cây này đeo theo nhà vườn cũng năm mấy rồi mới giao lưu được nha. Cây này nhìn nó lực cây sát lớn lắm nha cô chú anh chị. Luôn. Bóp gió cái cây nha. Cái cành nó lực luôn. Này em phá làm chi một nha bà con. Dạ. Cây này đế cũng đều giáp hết trơn nha cô chú anh chị. Cây này đế bài mà tứ diện hết. Cộng rễ nó lượn lượn như sao mày vậy đó cô chú anh chị. Dài đế cũng bằng bàn tay. Dạ. À, trong này cũng có lớp rễ đều hết trơn cô chú. Chung cái hàng này em cũng đeo lâu. Dốt ngọn luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Chiều cao tới dài đế là 69. Tới mặt bầu là 88. Em đo vị trí này 58, 59 tới 58 nha. Dạ. Đo cao gì luôn đó. Cốt cành thì nó dưới đây nó dính với nhau không biết đo làm sao nữa. Cốt bên đây đi. 23. Cái ngọn này được 18 nha. Đường kính bầu cây này được 87. Cũng 4 người ginh không à bà con ạ. À. Cây này cũng hoành to sát lớn nha cô chú anh chị ha. Chi cành lực mà gió cây nha cô chú anh chị. Dạ, dạ em xin giá luôn anh ha. Rồi cái này em giao lưu với bà con giá là 47 triệu. Thật sự cây này giờ cũng đáng sưu tầm nha bà con. Nó sạch cây nha. Đế lắm không có trống vết nào luôn á cho cô chú anh chị. Hàng này bây giờ vô vườn 450 là bà con xách lan bứng à. Dạ, rồi tiếp theo tới là số mã số 11 nha bà con. Cái này có nồi đế khủng luôn á quý cô chú anh chị. Quá khứ rồi. Em mua không có thấm thía đâu chứ. Dạ. Đặt ra nha. Mình xem đế trước với ba em cô chú anh chị ha. Trong ở ngoài gì nó cứng chứ em khai thác chỉ vậy thôi. Cây này có nở củ đế nữa nha cô chú anh chị. Có cái cọng rễ này nó giống như con rồng nó quấn vòng nghe nè. Dạ. bỏ chân xuống nha. À, thấy cũng khéo khéo mình để nha, về mà coi mình không thích thì cắt bỏ, nó không có ảnh hưởng gì hết. Quá khứ rồi, cái bộ đế đều nha cô chú anh chị. Cái này may cành thì nó cũng giót cây nha bà con, nó cắt vượt cấp nha. Tứ quý hay mai vàng anh? Tứ quý nha bà con. Dạ. Nhìn thấy nó mai vàng. Hay rồi em xin số đo luôn anh ha. Rồi. Chiều cao tới dây đế này được 49 nè. Tới mặt bầu được 78. Cây này nó sổ bài ra đây được là 46 nha bà con. Cái này sổ bài cho chúng còn sổ đứng tầm khoảng cỡ 20 à. Rồi vị trí này em đo là 47 nha.
tại gốc chạc nở dưới A nha bà con. Đường kính cái bầu này 100 nha, đường kính là 1 mét á. Thoát thăng chừng 18 à, cho 20 đi. Rồi cái ngọn còn 14. Cây liền lạc không thẹo dít nha bà con. Cụ đế rất khủng nha. Lên chậu quánh cái tàn dù cái nó là hết sảy rồi cô chú anh chị ha. Nên như con rồng nó quắn nhưng mà nó bỏ móng xuống rồi nha. Em thấy nó khéo. Em chừa luôn. Quá khứ bộ đế. Cái này thì không có trống dít nào luôn nha cô chú anh chị. Đường kính 1 mét đó nha nè. Là 6 người ginh đó. Dạ em xin giá luôn anh ha. Rồi cây mã số 11 này em giao lưu quý bà con giá là 19.500.000. Dạ. Cây này tiền ship hơi nặng nha. Có đi xa thì em xin mới tiền phí ship nha bà con. Dạ mã số 12 nha cô chú anh chị. Mã 11, 12 vô cặp luôn nha. Dạ. Cái đế nó như cái mặt bàn vậy đó cô chú anh chị ha. À. Rồi cô chú mình là xem rồi cảm nhận cái con đế giúp em đó cô chú anh chị. Cây này thì cộng rễ là chà bá nữa không á quý cô chú. Đế rất lực nha. À. À, mấy cậy này nó vàng lắm, cộng bự bự to to không à. Không thiếu chỗ nào hết. Dài đế rất là đều nha cô chú anh chị ha. Rễ ra nó lót lót trong này luôn á cô chú anh chị. Cây này nằm trong cái bồn nha bà con. Dạ. Em đập cái bồn ra nha. Cái rễ cám, rễ nhỏ nó rất nhiều mấy ngoài nha. Này một hai thân anh đó hả? Một cốt lên hai thân, dạ. Một cốt nạt. Cây này bà con về trồng lại giùm em cái dáng này ha. Tại vì do cái bàn quay của em nó hơi nghiêng á. Dạ. Dạ rồi em xin số đo luôn anh nha. Chiều cao tới giai đế là 54, tới mặt bầu 90. Này sổ bài bài nó được 42. Tính sổ đứng nữa kìa. Tầm cũng 24 như cây mã số 11 nha. Dạ. Rồi quanh em tính 50 nha bà con. Dạ. Vị trí này 50 nha con. 50. Cành phóng này 24. Cái ngọn này được 25. Rồi Hoành em tính đường kính cây này cũng 1 mét nữa đi. Cây mã số 11, 12 này vô cặp luôn nha. Bộ đế giống nhau luôn. Cũng lùng lực với nhau luôn. Đường kính bầu cũng 1 mét luôn. Dạ, một cốt này cây trên này. Hai thân mà thân nào cũng lực hết trơn nha. Cái này thì được cái hoành nó lớn hơn cây 11 nha bà con. Dạ. Dạ, em xin giá luôn anh ha. Rồi. Cây mã số 12. Cái này em giao lưu với bà con giá là 22 triệu. Phí ship bao toàn quốc nha. Hoành 50 nha bà con. Đường kính 1 mét, 1 mét đường kính. À, em nhắc lại nha, cây này là do ở dưới dạ đít á, trong cái học người ta trồng có cát. Nên em lấy được cái bầu chỉ là mỏng vậy thôi. Về bà con mình trồng cũng vũ ra rồi nha. Em không có lấy dày cái bầu. Mỏng gì chứ cũng dữ lắm. 25. Dạ. Dạ rồi mã số 12 nha cô chú anh chị nha. Em đợi luôn à. Dạ mã số 13 rồi, nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 13 nha bà con. Dạ cây trực lắc phun cao luôn nha cô chú vậy ha. Cây này thân nó cũng uốn lượn nha, tay cành cũng lực, được bộ đế sổ nữa. Dạ chi cành thì đều luôn á cô chú. Trên này nó đang lại nhau nhìn cũng quái quái lạ lạ nha cô chú ha. Đang như đang giống. À. Chi cành này khá là lực nha cô chú anh chị. À. Thì bộ đế sổ hơn gan tay em. Dạ. Gần rưỡi. Ở trên này nó sổ nó gom cứng ngắt cái củ đế luôn nha. Rễ dưới này thì nó bày ra nha cô chú anh chị. Trong ngoài có hết nha, tuôn tuôn xuống nè. Dạ.
Nhỏ này mình trồng mình khoai cái củ đế này ra không mà đủ phơi rồi cô chú anh chị nha. Nhờ củ đế khá đẹp nha con. Rồi em vô thông số luôn. Dán bữa nay kiếm tiền mua cây thước. Chiều cao tới mặt bầu tới da đế là 122. Dạ. Tới mặt bầu luôn là 145. Cây này là tàn mau kính nha cô chú chị, mau chơi luôn ha. Cây này thoát thân chi 1 được 24 nha bà con. Đế sổ nôm được 33 là sổ đứng gì luôn nha. Dạ. Mặt nào cũng vậy. 33, 34 á. Này miếng độ quạnh sao nữa nè. Rồi em đo vị trí này là 52 nha. Dạ. Rồi vị trí là 52 nha bà con. Em đo chặt nở một tí nha. Tại cây này nó cũng khó đo. Đây vị trí này là 58. Dạ. Cái củ đặc, củ đông đặc nó được 96. Đường kính bầu 77. Phơm tàn lỡ ngang ngang về được 98. Ngọn rồi bự tay cái em nha. Dạ. À, cô chú mình thích phơm cao tàn đều thì mình liên hệ với số điện thoại của anh 10 nha cô chú anh chị ha. Rồi mã số 13 này em vô lưu quý bà con, giá cũng 24 triệu nha. Nay lô cây này giá chung chung nha bà con. Rồi tiếp theo là mã số 14. Dạ mã số 14. Tiếp theo là mã số 14 nha bà con. Dạ. Cây này củ đế sổ nôm đông đặc luôn nha. Dạ một em tứ quý luôn cô chú anh chị nha. Đế sổ quá cho cô chú anh chị. Nở dài đế luôn mà. Đế bò. Dạ. Quà quà bà con thấy không? Bóc tay em không? Lực lực luôn ha. Trong đây là đông đặc luôn nha. Dạ. Cây nở gốc chữ A nha bà con. Dạ. Chi cành thì khá là đều ha cô chú anh chị. Cái này một cốt nha. Cái thân này lên đây cái nấy quắn nó dính vô đây rất khéo nha bà con. Dạ. Nó cũng lạ lạ em để luôn ha. Dạ rồi em xin thông số luôn ha. Rồi. Chiều cao tới dây đế là 95. Tới mặt bầu 120. Cái này thoát thân tới cái nhánh chi này trước nha bà con. Nó được 12 ha. Em đo thoát thân lên đây được 40. 39 nè. Cây này khoái cái củ đế. Rồi vị trí này là 56 nha bà con. Dạ. Đo đâu cũng tính đó nha. Nhưng không xéo thước là được rồi. Trên củ đế hết nha. 25 sổ vậy. Đường kính bầu được 75. Dạ. Nguyên cái cục đế này nó sổ cứng ngắc luôn hết cô chú anh chị. Bầu ghim hết nha bà con. Đây có cái chi này chủ nhà người ta cắt nha. Nó kéo nhựa mà bít rồi nha bà con. Em bao là không hư hao gì hết nha. Lên đây cái nó quấn nhau dính thành chi cành luôn. Quỳnh năm mấy giờ vô vườn mua hết chua rồi bà con ơi. Rồi mã số 14 cũng là mã số cuối clip. Em vô lưu quý bà con giá là 24 triệu. Phí xíu em bao toàn quốc nha. Số điện thoại của em là 033 757 3339. Cũng là số Zalo của em. Rồi dạ. Cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con mình đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Rất mong clip này quý bà con mình ủng hộ em tiếp tục. Rồi mến chào hẹn gặp lại. Dạ, em xin chào kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị nha. Cô chú mình ưng ý phơi nào mình liên hệ với số điện thoại của anh Mùi giúp em ha cô chú.